Số lượng di dân lậu vào Hoa Kỳ đạt mức cao chưa từng thấy. Người đứng đầu cơ quan quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 27 tháng 3 đưa ra lời yêu cầu khẩn cấp với Quốc hội để được cung cấp thêm nhân lực và các trợ giúp khác để đối phó với tình trạng người di dân kéo đến biên giới phía Nam quá đông, khiến cơ quan của ông có nguy cơ không còn đối phó nổi. Ông Kevin McAleenan, giám đốc cơ quan quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ CBP, đưa các cơ quan truyền thông tới xem một khu tạm giữ được thiết lập bên dưới một cầu vượt xa lộ, nơi mà giới hữu trách thiết lập hồ sơ của hàng trăm người thuộc các gia đình vượt biên giới bất hợp pháp. Ông McAleenan nói rằng đã cảnh cáo Quốc hội về tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra và kêu gọi phải nhanh chóng có biện pháp đối phó.